Hôm nay mình làm video này mục đích để cho cổ đông hiểu rõ được cái quy trình cổ đông cũng như là số vốn cộng với là mô hình của bên mình đang làm. Hiện tại thì mình đang đứng trước ở căn nhà mà bên mình đang làm ở ngõ 63 Lê Đức Thọ. Và đây là căn nhà mà bên mình đã hoàn thiện và sẽ bán cho khách hàng. Và dự kiến của một căn nếu mà sửa là sẽ là từ 3 đến 4 tháng. Còn nếu mà một căn hoàn thiện là sẽ từ 6 đến 8 tháng. Thì bên mình không nhận đầu tư vào công ty hay là cổ phần vào công ty mà cổ phần theo phương vụ và đứt đoạn luôn. Và đây là một cụ thể của một cái thương vụ mà mình muốn các bạn là xem được cái mô hình của bên mình. Vậy thì nhà đầu tư sẽ đầu tư với tối thiểu là bao nhiêu tiền? Cái số tiền mà tối thiểu là mình 500 triệu mà mình mới nhận đầu tư. Vì sao? Vì là nếu mà ít quá thì mình sẽ có rất nhiều nhà đầu tư và lúc đấy mình sẽ rất là mệt đầu. Vì vậy nếu mà bạn không có 500 triệu thì bạn có thể là tập hợp với nhiều người và sau đó mình chỉ làm đại diện với một người thôi. Mình chỉ chịu trách nhiệm với một người thôi. Và cách đầu tư min, đó là min. Thế còn mắt thì đó là tùy thuộc theo cái số vốn của các bạn có và muốn đầu tư. Và cách đầu tư là đứt đoạn theo từng thương vụ. Và cái việc mà đứt đoạn đó nó thể hiện bằng cái việc là khi các bạn đầu tư một nhà thường nhà những nhà đầu tư mới thì bên mình sẽ cho đầu tư vào nhà cho thuê và nhà sửa, xin lỗi, nhà sửa nhá. Thì cái việc nhà sửa đó các bạn sẽ thường diễn ra từ 3 đến 6 tháng là bên mình 3 đến 4 tháng là bên mình đã bán cái nhà đó, và sau khi đầu tư số tiền 500 triệu chẳng hạn thì các bạn sẽ được là bên mình ghi danh và một cái phiếu đầu tư và một cái có thể là một cái giấy vân tiền. Còn những người đầu tư mắt tức là số tiền nhiều hơn thì bên mình sẽ cam kết bằng cho họ thuê một cái nhà, một cái đất đó và công chứng. Và chắc chắn khi mà bên mình để muốn bán được cái những cái kiểu nhà như này á thì bên mình phải mời họ đến để gỡ cái công chứng, và vì vậy nó rất là an toàn với nhà đầu tư. Còn với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít thì bên mình sẽ là giấy vay hoặc là hợp đồng góp vốn. Đấy là cách thức về mặt thủ tục. Còn là cái cách chia lãi thì điều kiện là bên mình sẽ sau khi bán thì nhà đầu tư sẽ được giữ lại là 100 triệu, gọi là cái tiền mà nhà đầu tư phải cam kết cái việc là đầu tư 10 nhà song song hành cùng với bên mình ngoài cái thương vụ đầu tiên. Vì lý do là mình muốn kết hợp với ai đó là không muốn kết hợp một lần, mà ít nhất là phải có những cái thương vụ tiếp theo và đầu tư mang tính dài hạn chứ không phải đầu tư ngắn hạn. Cái đấy gọi như là cái số vốn để đặt cọc đầu tư để chắc chắn người đó sẽ tham gia đầu tư với bên mình trước, sau đó là họ sẽ góp 400 triệu hoặc là góp tiếp cái số còn lại để cho nó đủ cái số min là 500 triệu. Và nếu như giả sử mình không nói thẳng luôn là thì nếu mà nhà đầu tư ấy, mà không đầu tư đầy đủ 10 thương vụ ấy, thì rất có thể là họ sẽ bị là bên mình là mất cái số tiền đấy, vì lý do đây là cái sự cam kết đầu tư và đi với nhau lâu dài. Và tiếp theo là các bạn có thể lên một cái phòng để thấy rằng là bên mình sẽ set up một cái phòng như nào để được cái giá cho thuê và giá bán cao nhất. Và với cái việc đầu tư đó thì bên mình sẽ tính dự kiến cái lãi suất chứ không có sự cam kết nhé. Bên mình là lời ăn lỗ chịu chứ không phải là có cam kết. Khẳng định với các bạn đấy, các bạn đây là cổ đông thương vụ và đứt đoạn luôn sau khi bán nhà đấy thì bên mình sẽ chi lãi. Và dự kiến là trong 3 đến 4 tháng thì lại nó sẽ khoảng 10%. Thế còn nếu mà với cái cho xây là từ 6 đến 8 tháng thì nó sẽ là 20%. Và đây là cái căn nội thất mà bên mình sẽ hoàn thiện. Và cái việc là mình khẳng định với các bạn là lời ăn lỗ chịu nhé, chứ không phải là có sự cam kết. Đấy. Thì đây là cái không gian của cái phòng ngủ nữa. Đồ đạc, tất cả các nhà bên mình sẽ thiết kế là giống nhau. Và cái cách mà bên mình cổ đông là như vậy. Nếu các bạn có nhu cầu tham gia thì các bạn có thể inbox hoặc là gặp trực tiếp, hoặc là bên mình sẽ có những buổi chia sẻ về cơ hội hợp tác đầu tư. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video nha.